Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với lại kênh YouTube của mình. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cái cuộc sống của Nhật Bản. Vấn đề là tại sao những người đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật Bản này khi về Việt Nam ấy thì lại muốn quay lại Nhật Bản làm việc. Như các bạn biết rồi, như chúng mình đang sống ở Nhật Bản đây thì cuộc sống nó thật sự là nó quá là ổn định rồi các bạn. Rất là vấn đề về đi làm các bạn. Đi làm thì các bạn đi xe đạp đi làm hoặc là đi tàu rất là tiện đấy, các bạn nghe tiếng tàu chạy qua này nó nhanh lắm, nó không bị khói bụi, nó không bị tắc đường. Do đó là trong đầu mình đã có sự so sánh, do đó là cũng khát khao có một cái môi trường làm việc như vậy. Thì các bạn xem mình đang đây là một giữa cái thành phố đô thị phồn hoa mà có những dòng sông trong lành, có những cái không khí bầu khí trong lành như vậy thì ai cũng muốn được các bạn ạ. Cũng khát khao làm việc ở cái môi trường như vậy, do đó là bản thân chúng mình mà trong đầu có sự so sánh rồi thì lại khát khao lại làm việc trong cái môi trường như vậy. Và đó cũng là lý do mà mình muốn quay lại Nhật Bản làm việc. Cái điều thứ hai nữa chính là cái mức lương các bạn. Các bạn cũng biết rồi, để mà tồn tại được cái đất trên Sài Gòn hoặc là Hà Nội, ít nhất các bạn cũng phải có 15 triệu các bạn. Nhà cửa nếu mà các bạn thuê ấy, nóng lạnh, bình nóng lạnh đầy đủ, các bạn cũng phải ít nhất phải nhà phải 5 triệu phải mới thuê được. Ít nhất phải tầm 40m², đúng không? Thì bên Nhật Bản này á, thì các bạn, đây mình đang ở giữa cái thành phố phồn hoa đô thị bậc nhất của thế giới luôn. Không phải thuộc dạng top nhưng mà thuộc dạng lớn của thế giới chứ không phải nói gì Nhật Bản. Mình đang sống Nhật Bản nhá. Thì mình thuê một cái nhà với mình mới là một người lao động phổ thông gần như là bậc thấp nhất của xã hội, thì mình cũng có thể thuê được cái nhà ở trên cái đất thành phố này và cũng tiện nghi đầy đủ, cũng bình nóng lạnh đầy đủ, cũng sạch sẽ, cũng 40m² các bạn. Mà mình vẫn có dư ra thì các bạn cũng hiểu rồi, mà để được cái 15 triệu ở bên trên đất Hà Nội, ít nhất các bạn cũng phải có một cái trình độ nào đó, có một tay nghề nào đó. Đó. Các bạn đi làm nghề các bạn cũng biết rồi, ăn ở rồi là cuộc sống cũng rất là khó khăn chứ không phải là dễ để được kiếm được 15 triệu ở trên đất Hà Nội bỏ ra, hoặc là 15 triệu mức lương các bạn, 5 triệu tiền nhà, 5 triệu tiền ăn, rồi là chi phí sinh hoạt nữa là hết, lại hai tay vài nỗ miệng. Do đó là không còn cái gì cả. Còn ở quê thì là công việc các bạn biết rồi, công việc ở quê thì không có, hoặc là có thì mức lương rất là thấp các bạn. Bây giờ như là may các bạn, như bạn nữ làm may chẳng hạn, sáng từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng đến 7 giờ tối các bạn đi làm được không, mà có 6-7 triệu. Do đó là trong đầu ấy lại có sự tính toán về cái tiền bạc nên là lại muốn sang Nhật Bản để làm việc. Thì tất nhiên là các bạn cũng biết rồi, ai cũng có quê hương, ai cũng có bố mẹ nên là cũng muốn về làm gần nhà cửa, đúng không? Nhưng mà do cái cuộc sống nó như vậy nên là lại khao khát lại muốn quay lại Nhật Bản làm việc. Và gần đây các bạn bảo về này, những người quay lại Nhật Bản khi về nước rồi mà quay lại bản, những người bất tài không kiếm được việc làm ở Việt Nam, các bạn cũng không nên bình luận những cái như vậy. Bởi vì thật sự là những người ai cũng khởi nghiệp được, ai cũng tìm được công ăn việc làm ổn định, có dư bỏ ra ấy các bạn, nó cũng phải có một cái trình độ nào đó. Còn đây ở đất nước Nhật Bản này á, thật sự những người đi lao động phổ thông như bọn mình là những người gần như là kinh nghiệm không có cái gì, không, sang đây lao động bình thường mà vẫn ổn định cuộc sống, vẫn có khả năng mua nhà, vẫn có khả năng mua ô tô các bạn. Thì cái mức sống như vậy thì là ai cũng có khao khát, đúng không? Còn nói đến từ trình độ với lại nói những cái người mà có khả năng khởi nghiệp thì chúng mình đi xuất khẩu lao động làm gì nữa. Và lúc đó thì xã hội chúng ta thì nó lại phát triển quá rồi các bạn, ai cũng biết khởi nghiệp, ai cũng có tài, thì xã hội nó như thế nào. Thì trong những các bạn biết đâu, cái tỷ lệ người giàu ở người ta và tính có bao nhiêu phần trăm trong một cái xã hội, các bạn không nên bình luận là nói những người bảo này quay lại Nhật Bản lao động là những người bất tài nọ thế kia cả các bạn. Thật sự là họ bất tài không phải bất tài, mà những người như chúng mình đây muốn quay lại là muốn tìm một công ăn việc làm ổn định, muốn có một cái cuộc sống nó ổn định hơn thì chúng mình mới quay lại thôi. Chứ còn nếu chúng mình mà khởi nghiệp hay là làm những cái việc gì lớn nào ấy thì nó lại là một chuyện khác các bạn. Ngay bản thân trong một quốc gia nào thôi, người ta cũng muốn khao khát vào Mỹ, muốn khao khát vào châu Âu rất là nhiều các bạn. Nhưng mà do cái điều kiện vào Nhật Bản nó dễ nên chúng mình sang thôi. Chứ còn nó mà khó như bên châu Âu hay là khó bên Mỹ thì chẳng ai sang làm gì.
ai cũng khao khát là kiếm một ít tiền về cho gia đình để mà cho nó ổn định hơn. Nhưng mà khi mình quay về rồi thì cái mức lương nó như vậy thì không ổn định được, thì các bạn bảo biết làm cái gì bây giờ, cũng hai tay vành nõn miệng ở trên đất Hà Nội hay là bên trên Sài Gòn chẳng hạn, thì nó cũng lại quay về con số 0. Tất nhiên là cuộc sống ai cũng sống được, ai cũng rồi cũng tồn tại, ai cũng sống đến 70-80 tuổi cũng đã đi thôi, nhưng mà nó vất vả quá, nó nheo nhóc quá thì là nó nghĩ nó như thế nào. Nên là chúng mình ấy, bản thân chúng mình đã chưa từng sang Nhật thì chúng mình không có sự so sánh. Tại vì chúng mình sang Nhật được rồi, chúng mình trong đầu mình có sự so sánh, nó cuộc sống rất là ổn định. Các bạn ngay bây giờ các bạn đâu có đi nhặt thịt bỏ vào cái khay á để bán trong siêu thị á, hay là nhặt rau bỏ vào trong cái khay không ấy, là đã là hơn 200.000 một giờ. Các bạn một ngày các bạn làm 8 tiếng, các bạn nhân lên nó như thế nào, và cái đời sống xung quanh nó sạch sẽ, cái môi trường nó vậy. Các bạn biết không, để mua được một cái thùng táo táo to như thế này là các bạn 20 quả, như chúng mình ấy, bình thường thì hàng tuần như bên Nhật Bản này chúng mình mua một thùng nó về ăn nó rất đơn giản. Nhưng mà thật sự là khi mà bản thân mình khi sống ở Việt Nam 15 triệu các bạn, để mà mua được thùng táo về ăn vặt hay là mua những cái gì về ăn vặt rất là phải suy nghĩ đắn đo, bởi vì cái mức lương mình có vậy thôi. Đây là mình chỉ chia sẻ những cái vấn đề về cái nhỏ nhặt trong cuộc sống thôi, nó đơn giản thôi nhưng mà nó cũng làm cho mình nó bị lay động trong cuộc sống các bạn ạ. Còn cuộc sống thì ai cũng có thể tồn tại được, 6 triệu cũng tồn tại được, 10 triệu cũng tồn tại được, 15 triệu cũng tồn tại được. Nhưng mà cái mức sống dần dần nó phải tăng lên. Bây giờ con cái bây giờ đi học đâu phải đơn giản, bây giờ chúng nó đi học ABC như ngày xưa mình nữa. Nó phải tham gia các hoạt động kia thì nó phải có tiền đúng không? Mình làm việc nó căng thẳng quá, bây giờ các bạn làm từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối như ngành may chẳng hạn, hoặc là làm những công việc nó triền miên quá thì là nó căng thẳng. Sang đây làm thì nó rất là đơn giản thôi, để kiếm một đồng tiền bỏ ra các bạn. Bây giờ bình thường các bạn được 30 triệu, 40 triệu các bạn cũng thể dư được 20 triệu các bạn. Cái điều khó khăn của chúng mình nhất ấy là nhớ gia đình, nhớ quê hương và nhớ mọi người nữa. Cũng khao khát về Việt Nam, nhưng vì cái cuộc sống nó phải kiếm tiền cũng phải lao động nên là buộc chúng mình phải sang đây các bạn. Nên là các bạn đừng có bình luận là bảo là những người quay lại là những người không biết tài, những người bất tài không biết làm ăn thì mới phải quay lại. Các bạn đừng suy nghĩ vậy. Chúng mình đi lao động ở bên Nhật Bản này, chúng mình gửi về ngoại tệ rất là nhiều các bạn. Ngoại tệ rất là quan trọng cho một quốc gia. Ngoại tệ để các bạn mua tàu, mua tàu để nào mua mọi thứ về, mua xăng dầu chẳng hạn ấy. Rất là quan trọng ngoại tệ các bạn. Nên là các bạn cũng phải hiểu cái điều đó. Đừng bình luận những cái gì nó khó quá, khó nghe quá thì là nó không hay. Như chúng mình đi lao động về, chúng mình cũng có cái khó khăn riêng của chúng mình chứ. Do đó mình chia sẻ những cái video này để các bạn biết được, hiểu được cái cuộc sống của những người đi xuất khẩu lao động như chúng mình các bạn nhé. Các bạn hãy thấy thú vị cho mình lượt like và chia sẻ để mình có động lực để làm các video tiếp theo. Chào các bạn nhé. Bye bye.